Chào các bác nhé. Nay bên em mới về lô công tắc xoay hai vị trí nên em làm cái video giới thiệu với anh em luôn. Cái này là công tắc xoay hai vị trí tự giữ, phi 22 nhé các bác. Tiếp điểm thì anh em tùy chọn có đủ chân thường đóng với chân thường mở cho anh em luôn. Các bác cần loại như nào cứ nhắn trước em một tiếng là được. Số Zalo thì em để trên màn hình nhé. Hàng này là hàng IDEX, nhà máy đặt tại Trung Quốc chứ không phải IDEX sản xuất tại Nhật đâu các bác nhé. Bên em thì có sao nói vậy thôi, hàng như nào cứ chuẩn như thế bán không nói sai câu nào. Bên em thì chuyên các dòng thiết bị, phụ kiện cho tủ điện cả công nghiệp với dân dụng. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo em để trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác.